Man United nếm mùi luật hoa quả sau hai vòng đầu tại ngoại hạng. Của thiên trả địa, chính xác là những gì Quỷ Đỏ phải hứng chịu sau trận thua gà trống 0-2. Bởi lẽ, nếu như ở hiệp 1, trọng tài chính cho MU hưởng quả phạt đền sau khi Romero để bóng chạm tay trong vòng cấm, thì có lẽ tình thế của trận đấu sau đó sẽ diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn khác. Có thể thấy, từ cú đá của Garnacho, trung vệ người Argentina đã cố tình làm cơ thể phình to ra bất thường, ngăn cản hướng đi của trái bóng vào cầu môn. Tuy nhiên, nhiều fan lại cho rằng đây chính là cái giá mà đoàn quân Erik ten Hag phải trả sau vòng đấu trước. Bởi lẽ trong chiến thắng 1-0 của họ ở vòng đầu, ở những phút cuối, trọng tài cũng đã cứu cho Onana khỏi một quả penalty, nên vòng này họ phải chịu thua là thuận theo ý của luật hoa quả rồi. Viva 24 giờ cảm ơn bạn đã xem. Hãy tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo từ chúng tôi.